Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Toàn cảnh đám cưới siêu thế kỷ của Như Quỳnh và Ngọc Sơn. Cô dâu chú rể khóc hết nước mắt khi nhảy cùng bố mẹ hai bên. Lễ cưới của Như Quỳnh và Ngọc Sơn chính thức diễn ra tại bãi biển rộng 8.000m² và có sự tham gia của 500 khách mời. Lễ cưới của cặp đôi Như Quỳnh Ngọc Sơn chính thức diễn ra tại bãi biển có diện tích 8.000m² và sự chứng kiến của người thân cùng hàng trăm khách mời, trong số đó những đồng nghiệp thân thiết của hai ca sĩ như Việt Hương, Lệ Quyên, vợ chồng Thanh Thùy, Đức Thịnh, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh, Anh Đức, Trúc Nhân, Bì Bì Trần, Đức Phúc, vợ chồng Dương Khắc Linh, Minh Hằng, Khả Ngân, họ tới Phú Quốc và dự lễ cưới bắt đầu từ lúc 16 giờ. Khu vực lễ cưới được đặt trên bờ biển, toàn bộ ghế ngồi của khách mời và khu vực lễ đài đều được trang trí theo tông màu. Như Quỳnh mong muốn được tổ chức hôn lễ trong ảnh hoàng hôn trên biển, vì vậy, ghế ngồi của khách cũng vị trí sân khấu đều thuận tiện đón những tia nắng cuối tuần. Thông tin đám cưới của Ngọc Sơn Như Quỳnh sẽ diễn ra vào cuối năm khiến dư luận bất ngờ, danh ca đã phải lên tiếng đính chính. Mới đây, trên mạng xã hội trổ tin, ca sĩ Như Quỳnh và Ngọc Sơn sắp kết hôn. Theo tin đồn này, gia đình của hai người đã gặp gỡ nhau để bàn chuyện đám cưới. Lên tiếng về vấn đề này, Ngọc Sơn cho hay anh cảm ơn đại gia đình đã quan tâm tới cuộc sống của anh. Tuy nhiên không có chuyện anh và Như Quỳnh tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tôi rất yêu mến Như Quỳnh, từ 20 năm trước đã yêu mến rồi. Cảm ơn gia đình đã quan tâm, nhưng tôi với cô ấy không có đám cưới nào cả. Khi nào Ngọc Sơn có tin vui sẽ thông báo tới gia đình cùng chia sẻ. Ngọc Sơn chia sẻ. Trong khi đó, phía ca sĩ Như Quỳnh cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn và cho rằng đó chỉ là lời đồn không có căn cứ. Từng chia sẻ với báo chí, Như Quỳnh cho hay, tôi ái mộ Ngọc Sơn khi còn là một cô bé tí tí thôi. Lúc đó Như Quỳnh rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem Ngọc Sơn trình diễn. Chỉ ao ước làm sao có thể một lần tận mắt chứng kiến thần tượng của mình từng ái mộ. Đối với Như Quỳnh, Ngọc Sơn như một thần đồng, anh có nhiều điều đặc biệt, táo bạo, cách trình diễn cực kỳ xuất sắc. Thời gian ấy Như Quỳnh thậm chí còn ước, phải chi mình là con trai thì cũng sẽ bắt chước giống như Ngọc Sơn vậy. Trong khi đó Ngọc Sơn cũng từng không tiếc lời khi nhắc về cô gái mũ nồi rằng tình cảm anh dành cho Như Quỳnh cao hơn cả tình yêu. Không ít người đã hoang mang và bất ngờ trước thông tin giọng ca duyên phận và nam ca sĩ Ngọc Sơn chuẩn bị đám cưới trong thời gian qua. Mới đây, dư luận trộn lên tin đồn, giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rầm rộ, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi như Ngọc Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao, sinh năm 1970, phủ nhận thông tin và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi được những tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những lời đồn đoán sai lệch xung quanh của mình. Từng gây sốt hình ảnh cô gái mũ nồi và chiếc váy đỏ trong video, người tình mùa đông Như Quỳnh trở thành cái tên được xuất hiện khiến nhiều khán giả và trong ngoài nước yêu thích. Tài năng xinh đẹp và nổi tiếng trong cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít trân chuyên, đổ vỡ. Cô từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và một cô gái sống dễ thương, song Như Quỳnh không bao giờ được mặc váy cưới đúng nghĩa. Dẫu vậy, trong những ngày tháng êm đềm, Như Quỳnh cũng chẳng ngày tài ngang. Năm 2015, trong một tách show, nữ ca sĩ đã lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ. Như Quỳnh tiết lộ thêm, thậm chí chính cô là người đã chủ động và nói lời chia tay chồng sau khi cảm thấy bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho anh. Phía danh ca, Như Quỳnh cũng thừa nhận thông tin về chuyện đám cưới với ông hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.